toàn bộ bề mặt của găng tay cũng như phần lòng bàn tay được thiết kế đục lỗ để tạo sự thông thoáng cho người sử dụng. Đặc biệt là khi mình sử dụng trong một thời gian dài thì vẫn không bị bí. Chất liệu da dê thì vừa bền và được sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là đối với một số dòng găng tay classic cổ điển. Phần bảo vệ được gia cố bởi mù ở bàn tay và cả ở khớp tay, giúp cho việc chống va đập khi có sự cố xảy ra. Logo găng tay để in nổi C43 được thiết kế đơn giản, có màu đen đồng bộ với găng tay luôn. Để mẫu găng tay phù hợp để cho các anh em đi trong phố hoặc là với một số với các dòng xe cổ điển. Lòng bàn tay cũng được thiết kế thêm một số lỗ để thông khí khi mình sử dụng. Phẩm đã được niêm yết trên website skyco.com.vn. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng 396 Đường Láng hoặc vào website để tham khảo.